Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình tìm hiểu qua chiếc xe Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2017. Những chiếc xe như thế này các anh chị, với giá cả khá là vừa phải và màu trắng nữa là một trong những cái màu mà được khách hàng bên Huy tìm kiếm khá là nhiều. Xe còn rất là chất lượng nha quý anh chị nha. Đấy, đèn này anh chị, vỏ đây, đó, còn khá là dài. Thì anh chị mua những sản phẩm này về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Bên Huy về sẽ tiến hành làm spa, làm đẹp, vệ sinh toàn bộ ngoại thất và nội thất cho quý anh chị. Ok, xe thì trang bị dán phim rồi anh chị, dán phim, đó, ghế thì bọc da rồi ha. Rồi những miếng chống trời bật lên xuống. Wow, những cái vẻ bước chân như thế này còn quá đẹp luôn quý anh chị. Những cái bậc dán. Rồi đây, lót sàn Simly. Đấy, bàn đạp côn, bàn đạp thắng, bàn đạp ga. Lót chân bằng cao su, khá là sạch sẽ quý anh chị. Rồi đây, cần số ok chưa. Hộp số có chế độ Eco Power. Đấy, những cái nút bấm AC như quý anh chị xem qua ha, cũng khá là ổn luôn. Rồi đây, thảm lót cách gì cho tắp lô nha quý anh chị ha. Bọc ni lông trăng. Đấy, tắp bi cửa đâu còn đẹp lắm quý anh chị. Hiện tại thì xe này bên Huy đang niêm yết giá cho sản phẩm là 472 triệu, 472 triệu quý anh chị. Đấy, khá là ok ha. Thì những chiếc xe như thế này thì ở bên Huy luôn cam kết về sản phẩm xe không bị đông đụng, không ngập nước bằng văn bản, và sẽ có chính sách bảo hành về động cơ cũng như hộp số cho quý anh chị, cho nên là hoàn toàn yên tâm. Thì bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota, những cái điều mà bên Huy cam kết đó là bằng văn bản hết. Đấy, và chia sẻ cho quý anh chị những cái sản phẩm rất là chất lượng ha, để quý anh chị mình có thể mua về xuồng cho gia đình. Và có bảo hành nha quý anh chị, bảo hành thì bên Huy sẽ bảo hành về động cơ, hộp số là 1 năm hoặc là 20.000 cây đó, cho anh chị yên tâm. Với giá bán là 472 triệu, và quý anh chị nào mà đang có nhu cầu mua về xuồng cho gia đình đó thì mà thiếu tài chính á, thì phía tài chính Toyota cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay, vay được khoảng 60%, 60% quý anh chị. 2017 472 triệu, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà Innova giá tạm thời là giá thấp nhất đang có mặt tại Toyota Tân Cảng bên Huy. Đó, thì quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn để cho quý cô chú anh chị mình mua về xùm cho gia đình ạ. Bây giờ Huy sẽ cùng với quý anh chị mình sẽ tìm hiểu chi tiết về cái mẫu xe này. Đây, đèn anh chị nhìn ha. Đó, đèn đấy, còn khá là mới. Rồi, đèn cản, đèn xi nhan. Đó. Cái mẫu 2017 thì với trang bị động cơ mới, hộp số mới, với kiểu dáng thiết kế hoàn toàn mới, thì đây là một trong những cái sản phẩm được khách hàng tìm kiếm nhiều. Và đến hiện nay thì anh chị, thì động cơ và hộp số thì Innova số sàn vẫn là sử dụng động cơ và hộp số hiện tại. Đây, còn khá là ok. Rồi. Đấy, đèn xi nhan trên gương, đèn led anh chị ha. Đây, chi tiết bằng cao su này, nhựa. Đây, trên mui. Đó. Rồi, tắp bi cửa quý chị. Đấy. Không. Xe này tắp bi cửa rồi còn đẹp anh chị. Nội thất bên trong thì Huy đánh giá về cái chất lượng thì khá là ổn ha, khá là ổn. Nhìn như anh chị quan sát những chi tiết như vị trí để ly nước này. Rồi vô lăng này. Đây, vô lăng này. Đó, vô lăng ha. Đó, khá là chất lượng. Rồi, càng số cũng vậy. Đấy. Thì vào bên trong thì sẽ vào bên trong ha. Nổ máy. Nổ máy thì xe này phải đập côn nha quý anh chị nha. Đập côn, nổ máy. Đấy, tiếng nổ cũng khá là êm. Này, tắp lô nè chị, nhìn nè. Đó. Rồi, đầu CD, trang bị đầu CD. Ok. Đấy. Ok. Đấy, vị trí này anh chị để những chai nước làm mát ha. Ổn nha quý anh chị nha. Không, xe này nội thất tôi thấy khá là ổn nè anh chị. Nội thất đẹp. Đẹp. Rồi, mình sẽ xuống phía sau ha, để quan sát ở phía sau. Bên Huy thì những chiếc xe Innova như thế này á, với mức giá vừa phải, thì thực sự ra thì cái lượng khách hàng của Huy sẽ rất là nhiều. Vì cái mẫu này là mẫu 2017, thì tuy là 2017 nhưng mà 18, 19, 20 đều giống nhau quý chị ha. Những cái mẫu nó đều giống nhau. Thì xe này hiện tại là cây số là 79.000 cây ha, 79.000 cây. Ok. Rồi. Đấy, cửa gió anh chị. Đó. Xe có hai dàn lạnh nha, trước sau thì đều được trang bị đầy đủ những cửa gió điều hòa hết. Đây. Đó, hàng ghế phía cuối cùng anh chị, ba cái tựa đầu tương ứng với ba vị trí ngồi nha quý anh chị nha.
Rồi thì nội thất thì như Huy chia sẻ, đánh giá thì với chiếc xe này nội thất còn khá là đẹp, khá là đẹp. Thấy những cái bật lên xuống anh chị thấy không? Đấy, mới tinh. Bỏ này. Đó. Đây, gầm bệ đây. Đó. Ok chưa? Đấy, khe hở các chi tiết. Về bên Huy sẽ tiến hành làm spa, làm đẹp, vệ sinh ha, vệ sinh cho chiếc xe. Thì anh chị mà mua những chiếc xe như thế này thì đổ xăng về và chạy thôi nha. Tại hãng thì bên Huy về sẽ làm spa, làm đẹp lên, làm kỹ lắm quý vị. Bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota cho nên là làm cực kỳ là kỹ luôn. Đó, cho nên là anh chị mà mua về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Bên Huy sẽ tiến hành làm spa, làm đẹp, vệ sinh sạch sẽ hết. Đấy, ghế đồ còn khá là mới quý vị. Ok, tắp bi cốp sau đây. Quá chuẩn đẹp luôn. Đó. giới thiệu sơ để cho quý anh chị mình nắm thôi. Còn mà quý anh chị nào mà thích cái mẫu xe này thì anh chị đến trực tiếp Toyota Tân Cảng bên Huy nha. Có gì anh chị alo trước cho Huy. Rồi Huy sắp xếp thời gian cũng như là nhân viên, cũng như là Huy sẽ hỗ trợ cho quý anh chị để mình có thể là mua về sử dụng cho gia đình. Với những cái chiếc xe Innova rất là quen thuộc tại Toyota Tân Cảng, có cam kết đảm bảo chất lượng cũng như là có chính sách bảo hành đầy đủ hết. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý chị vay 60% quý chị trong vòng 3 năm. Thì đây là những cái chương trình với lãi suất rất là ok luôn quý chị, lãi suất ok nha, và cái thủ tục cũng rất là đơn giản. Rồi, thông tin sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Nếu như quan tâm với cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm Huy theo số điện thoại trên màn hình 0937 688 847, Huy sẽ hỗ trợ tốt nhất cho quý chị ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng ạ.